Đúng ngày 13 tháng 1 âm lịch, trời thương Phật độ, năm con giáp vận may cực đỏ, ngày mai tiền về đầy tay, giàu ú giàu ụ. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Kính thưa quý vị, đây là những con giáp đón tài lộc, rước vận may vào nhà trong ngày 13 tháng 1 năm 2024. Trong công việc, các bạn vốn là những người thông minh, nhanh nhẹn, nên chỉ cần có thêm một chút cố gắng, nỗ lực thì sẽ làm đâu thắng đó. Các bạn sẽ đem về cho công ty những cái khoản hợp đồng lớn có giá trị cao, được đồng nghiệp ngưỡng mộ, được lãnh đạo khen thưởng, tăng lương, tăng chức. Tiền bạc cứ thế mà ùn ùn kéo về chật nhà. Không những may mắn trong cái vận trình sự nghiệp và tiền bạc, trong chuyện tình cảm thì hôm nay cũng sẽ đem đến nhiều cái cơ hội thoát ế cho những người còn đang độc thân. Lời khuyên dành cho các bạn là trước khi bước chân ra đường, hãy chăm chút cho bản thân, lượt là quần áo, để mang lại cái vận may đến với mình. Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn có tên trong chương trình ngày hôm nay, ngày 13 tháng 1 năm 2024, nó sẽ rơi vào ngày Bính Thìn. Thưa quý vị, trong cái ngày Bính Thìn này thì con giáp may mắn đầu tiên mà chúng ta sẽ có đó là những người tuổi Dậu. Những người tuổi Dậu được cục diện là Thìn và Dậu là nhị hợp. Vậy nên những người tuổi Dậu may mắn sẽ được cục diện nhị hợp nó che chở, nó giúp đỡ. Nên là gì? Những người tuổi Dậu sẽ trở nên năng động hơn, có những cái sáng kiến đột phá, thúc đẩy nhanh cái tiến độ công việc. Cái sự cố gắng của những người tuổi Dậu trong thời gian này cũng khiến cho cấp trên rất hài lòng và tạo thêm cái không gian phát triển cho bản mệnh. Nhờ đó mà có cơ hội thăng tiến cũng được mở rộng hơn. Thêm nữa, cái phương diện tài lộc trong ngày hôm nay, ngày 13 tháng 1, ngày Bính Thìn này cũng được gì tươi sáng hơn, bản mệnh có nhiều nguồn thu nhập đến từ bên ngoài hoặc là gì được giới thiệu thêm cho những cái mối làm ăn mới. Cái điều này nó sẽ giúp cho con đường làm giàu của những người tuổi Dậu được hanh thông hơn, thuận lợi hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, cái vận trình tiền bạc cũng không còn là cái nỗi lo. Trong ngày hôm nay thì nó cũng là một cái ngày mà vượng nhân duyên đối với những người tuổi Dậu. Các mối quan hệ tình cảm vẫn được hài hòa, tốt đẹp, nhất là cái tình cảm gia đình. Ra ngoài thì làm việc có mệt mỏi thế nào đi chăng nữa, chỉ cần về nhà là những người tuổi Dậu lại được tiếp thêm cái nguồn năng lượng, cảm thấy phấn chấn và cảm thấy có động lực để cố gắng nhiều hơn nữa. Vì thế, để mang lại cái may mắn và cái hạnh phúc cho mình ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu, đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi Thân. Như quý vị đã biết, trong ngày Bính Thìn, ngày 13 tháng 1 này thì chúng ta cục diện là Thân, Tý, Thìn là tam hợp. Nhờ được cục diện tam hợp đến che chở nên công việc của những người tuổi Thân cũng diễn ra khá là trôi chảy, suôn sẻ trong cái ngày hôm nay. Bản mệnh sẽ được nâng đỡ, tạo điều kiện để hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ được giao, để có được những cái cơ hội thăng tiến tốt hơn trong tương lai. Bên cạnh đó, những người tuổi Thân cũng là những người mà không ngại gì. Bên cạnh đó, những người tuổi Thân là những người đã biết nắm bắt lấy cái cơ hội, nên là các bạn cũng không dễ gì bỏ qua cái thời cơ tốt như hiện tại. Thêm nữa, các hoạt động xã giao trong thời gian này nó cũng được diễn ra rất là suôn sẻ, thuận lợi. Nhờ vậy mà những người tuổi Thân ấy cũng dễ dàng nhận được cái sự giúp đỡ và cái sự hỗ trợ của mọi người xung quanh. Về cơ bản là mọi kế hoạch đều được tiến hành một cách trơn tru. Nên là gì? Quý vị cũng được cấp trên đánh giá cao. Đó. Không chỉ về hiệu quả công việc mà còn về các kỹ năng khác nữa. Thêm nữa, trong thời gian này được cục diện là ngũ hành nó tương sinh, Thìn thổ sinh cho Thân kim, lại được cục diện tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn nó tam hợp, nó trợ vận. Vậy nên cái vận trình tình cảm của những người tuổi Thân ấy lại đón nhận nhiều cái tin vui, khiến cho lòng các bạn trở nên phấn chấn hơn. Thì cũng nhân cái cơ hội này mà những người tuổi Thân có thể tiến hành cái việc là tỏ tình hoặc là hẹn hò, bởi cái tỷ lệ thành công trong thời gian này cũng rất là cao. Bên cạnh đó, các cặp đôi, các cặp vợ chồng thì cũng sẽ gì hòa hợp hơn, không gặp phải những khúc mắc nào trong cuộc sống. Và để gia tăng thêm cái may mắn về tiền bạc tài lộc cho mình ấy, thì những gia chủ tuổi Thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh hộ thân.
vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tí, Thìn. Đấy, vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Khi mang theo bên mình thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Khi quý vị gặp khó khăn, gặp khúc mắc, gặp trắc trở trong công việc thì quý nhân cũng xuất hiện kịp thời, giúp quý vị hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ được giao, đúng thời hạn, đúng tiến độ. Từ đó tài lộc, tiền bạc nó cũng sẽ ùn ùn kéo về với những người tuổi Thân. Đó là con giáp may mắn thứ hai trong cái ngày 13 tháng Giêng, ngày Bính Thìn này. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong ngày 13 tháng Giêng, ngày Bính Thìn thì đó chính là những người tuổi Tý. Thưa quý vị, những người tuổi Tý được cục diện tam hợp là Thân, Tý, Thìn nó tương trợ, nó giúp đỡ. Vậy nên là cái cục diện bán tam hợp ấy nó có sẽ làm tăng cái cơ hội gặp gỡ được quý nhân cho những người tuổi Tý trong ngày hôm nay. Các bạn sẽ hăng hái thể hiện mình, cũng biết cách để gì phát triển cái thế mạnh của mình đúng lúc đúng chỗ. Từ đó cũng sẽ được quý nhân để mắt và chủ động nâng đỡ cho các bạn. Nói chung ấy, và trong ngày hôm nay ấy, thì cái khả năng ngoại giao, khả năng tương tác của những người tuổi Tý cũng gì nhờ có cái chính quan nó tương trợ, nó giúp đỡ, nên là cũng sẽ trở nên khéo léo hơn, có lợi cho những cái kế hoạch hợp tác và ký kết làm ăn, đặc biệt là gì có lợi cho những người làm quan chức, những người làm quản lý cấp cao. Các bạn có thể tranh thủ để đưa ra những cái điều khoản có lợi về phía mình với cái thái độ là chân thành, đối tác cũng sẽ gì không làm khó các bạn trong thời gian này. Thêm nữa, cái vận trình tình cảm của những người tuổi Tý cũng khá là hanh thông thuận lợi, do là cục diện là Thân, Tý, Thìn tam hợp nó trợ vận, nó giúp đỡ. Dù không cần làm gì đao to búa lớn, nhưng mà các bạn vẫn có được cái hạnh phúc mà mình đang mong muốn bằng những cái việc rất là đơn giản. Những người độc thân trong ngày hôm nay thì cũng đừng vội từ chối những cái lời mời của những người khác giới. Đó có thể là một cái cơ hội để các bạn tìm được những cái người phù hợp hơn đối với mình. Vì thế, để bảo vệ hạnh phúc, tăng cường cái vận nhân duyên cũng như là tăng cường cái vận may về tài lộc tiền bạc cho những người tuổi Tý, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng nữa được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý. Đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 4 trong cái ngày 13 tháng Giêng, ngày Bính Thìn này thì đó chính là những người tuổi Tỵ. Quý vị thân mến, nói chung ấy, con đường làm ăn kinh doanh buôn bán của những người tuổi Tỵ trong ngày hôm nay ấy, thì nói chung ấy có những cái bước tiến triển khá là rõ rệt và có những cái vận may đời mình. Các bạn có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ tin tưởng và làm theo những lựa chọn ban đầu của mình. Những người tuổi Tỵ trong ngày hôm nay ấy, ngày Bính Thìn ấy, thì cho thấy bản mệnh sẽ có nhiều cái cơ hội để làm quen với những cái đối tác hoặc những khách hàng đầy triển vọng, giúp cho công việc làm ăn kinh doanh thì được cái đà phát triển nhanh chóng. Quý vị tuổi Tỵ nhá, quý vị nên nhân cái cơ hội này, nhân khoảng thời gian này để phát triển cái quy mô sản xuất kinh doanh hoặc là mở rộng các mặt hàng của mình. Tin rằng các bạn sẽ có thể kiếm được một khoản kha khá nếu mà có cái hướng đi đúng đắn hơn trong tương lai. Bên cạnh đó, một số người cũng không ngại thay đổi, sẵn sàng từ bỏ những cái phương thức làm ăn cũ, cũng sẽ tìm được một vài cái cơ hội để phát tài phát lộc trong thời gian này. Đó. Về chuyện nhân duyên, không những may mắn về cái chuyện tiền bạc và tài lộc, cái vận trình nhân duyên của những người tuổi Tỵ cũng có những cái bước tiến triển rõ rệt trong cái ngày Bính Thìn này. Dù là những người độc thân hay là những người đã lập gia đình đi chăng nữa thì các bạn cũng hãy để sẵn sàng mở lòng để đón nhận những cái tin vui nó ập đến. Khi nhận ra ai là người chân thành với mình thì các bạn cũng nên tỏ cái thái độ thiện chí với đối phương. Có như vậy thì cái chuyện nhân duyên nó mới được tốt lành. Bản mệnh cũng không nên quá vội vàng đến với một người nào đó. Đôi bên hãy dành thời gian để quan tâm, để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Nếu mà nhận thấy cả hai người cùng có nhiều cái điểm chung ấy, thì như vậy khi đến với nhau thì mới tránh được những cái mâu thuẫn, những cái va chạm về sau. Vì thế, để bảo vệ cái hạnh phúc của mình cũng như là để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho những người tuổi Tỵ, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119
để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ, đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ năm trong ngày Bính Thìn, ngày 13 tháng 1 ấy, ngày Bính Thìn này thì đó chính là những người tuổi Hợi. Kính thưa quý vị, nói chung là cái vận trình sự nghiệp của những người tuổi Hợi trong cái ngày Bính Thìn này có những cái bước tiến triển đáng kể. Mọi việc nó diễn ra được suôn sẻ. Cái điều này nó tạo ra cái động lực rất lớn để bản mệnh luôn phấn đấu và vươn lên. Nói chung ấy, trong ngày hôm nay thì bản mệnh gì, nói chung là có điềm báo rất là vượng vận quý nhân. Làm công việc lớn nhỏ gì thì đều có sự hỗ trợ, nên là gì, mọi việc sẽ tiến triển khá là suôn sẻ, hanh thông và thuận lợi. Nhưng mà chủ yếu vẫn là gì, cái sự nỗ lực của chính các bạn nó sẽ tạo ra những cái bước đột phá mới. Nhờ có sự xông xáo của mình, công việc của những người tuổi Hợi nó cũng được tiến triển thuận lợi, làm tới đâu thì thấy có kết quả tới đó. Cơ hội thăng tiến cũng được mở rộng. Quý vị hãy mạnh dạn đề xuất cái ý tưởng, cái phương thức làm mới, thay đổi cái tư duy, cái cách làm việc, chắc chắn sẽ được cấp trên đánh giá cao với cái sự đóng góp hăng hái của mình đó. Bên cạnh đó, những người tuổi Hợi cũng biết cách thuận theo cái chiều hướng phát triển của mình mà lựa chọn, linh hoạt thay đổi để không đánh mất cái bản sắc mà vẫn gây được cái sự chú ý nhất định với mọi người xung quanh. Trời không phụ lòng người có công, dám nghĩ dám làm thì quý vị cũng sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Bên cạnh đó, những người tuổi Hợi cũng may mắn có được cái người mình yêu thích đấy, và được người yêu, được chồng, được vợ hỗ trợ đấy, và họ sẽ là cái chỗ dựa tuyệt vời cho các bạn vượt qua những cái khó khăn, những cái trở ngại trong cuộc sống. Nhờ có nhiều cái cắt tinh nó chiếu mệnh, vậy nên là trong thời gian này thì những người đào hoa cũng khá là vượng vận nhân duyên. Các bạn cũng khá bận rộn trong cái việc xếp lịch các cuộc hẹn trong thời gian tới, và cũng sẽ có một cái gì cuộc sống khá là gì thuận lợi, hanh thông về mặt tình cảm. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những gia chủ tuổi Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi, đó là con giáp may mắn thứ 5. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 6 trong chương trình ngày hôm nay mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn ấy, thì đó chính là những người tuổi Dần. Quý vị thân mến, những người tuổi Dần thì được cục diện là gì? Dần, Mão, Thìn là tam hội. Cái cục diện tam hội nó xuất hiện trong cái ngày hôm nay ấy, thì nó cũng cho thấy những người tuổi Dần sẽ đón nhận cái vận trình ngày mới hết sức là thoải mái, vô tư và với một cái tinh thần là phấn chấn. Nhờ vậy mà các bạn có thể giải quyết công việc một cách là sáng suốt, hiệu quả được nâng cao khá là rõ. Bên cạnh đó, con giáp này cũng trở nên mạnh dạn hơn trong các quyết định quan trọng, và cái sự nỗ lực của các bạn cũng được cấp trên đánh giá cao, được đồng nghiệp cực kỳ là ngưỡng mộ. Tâm trạng vô cùng tốt, và cái điều này chính là cái động lực giúp cho những người tuổi Dần ấy hoàn thành được cái nhiệm vụ được giao, dù gặp khó khăn hay là trắc trở thử thách nào đi chăng nữa. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay thì cục diện ngũ hành nó xung khắc, đúng không ạ? Dần mộc khắc thìn thổ. Vậy nên cái chuyện tình cảm của con giáp này cũng bị ảnh hưởng không ít. Khi mà cảm xúc của bản mệnh thì ngày một nồng nhiệt hơn, thì người ấy lại có vẻ là trùng xuống và không mấy quan tâm đến cái tình yêu của hai người. Các bạn có thể chủ động trò chuyện với người ấy nhiều hơn để có thể gì cải thiện cái tình trạng này. Vậy nên, để giữ gìn cái hạnh phúc, tăng cường cái vận nhân duyên và mang lại cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Dần hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho mình. Đó là những người tuổi Dần, con giáp may mắn thứ 6. Thưa quý vị, như vậy là trong ngày 13 tháng Giêng, ngày Bính Thìn này, thì chúng ta sẽ có 6 con giáp may mắn được lộc trời cho giàu sang phú quý. Đó là những con giáp sau. 1 là tuổi Dậu, 2 tuổi Thân, 3 tuổi Tý, 4 tuổi Tỵ, 5 tuổi Hợi và 6 là những người tuổi Dần. Đó là 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý, dễ có cơ hội sắm nhà tậu xe trong cái ngày 13 tháng Giêng. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.